Tác phẩm Trường Sinh của Phong Ngự Cửu Thu, chuyện do nhóm đạo hữu ở Facebook Góc Truyện biên soạn. Hiệu đính bởi Có Lẽ Tôi Yêu Em, Bobina. Qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường Sinh, chương 52. Làm sằng làm bậy. Cái gì mà không phải là cùng một đường? Trường Sinh thuận miệng hỏi. Không biết, ta liền nghe mấy câu, bọn họ biết rõ ta tỉnh, liền không nói nữa. Tiểu Mập Mạp lắc đầu. Đi, bí mật của ta đều đã nói cho ngươi, ngươi nhanh giúp ta làm cái ná cao su. Ta nói rồi, ngươi là hòa thượng, không thể sát sinh. Trường Sinh khoát tay. Ngươi không cho ta làm ná cao su, ta liền không để cho bọn họ giúp ngươi trị chân, để cho ngươi cả một đời làm người thọt. Tiểu Mập Mạp nhếch môi liếc xéo. Ai da, ngươi dám uy hiếp ta à? Trường Sinh trừng mắt. Ngươi muốn làm gì? Ta là Pháp Vương, các ngươi cũng phải nghe theo lời của ta. Tiểu Mập Mạp vênh mặt hất hàm sai khiến. Ha ha, ngươi cũng nói ta với ngươi không phải cùng một đường, ta không cần phải nghe ngươi đấy. Trường Sinh cười nói. Mắt thấy cứng rắn không thể, Tiểu Mập Mạp chỉ có thể mềm mại mở miệng một tiếng người thọt ca, cầm lấy cánh tay loạn dao động. Trường Sinh bị hắn quấn đến đau đầu, chỉ có thể dẫn hắn ra ngoài bẻ cây trúc làm ná cao su. Sau khi làm xong ná cao su, còn phải cho hắn nặn bi bùn, phơi khô bi bùn. Tiểu Mập Mạp liền không thể chờ đợi được, liền chạy ra sân đánh chim chóc. Hắn đánh chim chóc hoàn toàn là làm càn, căn bản liền đánh không đến. Hậu viện có tăng nhân phụ trách cảnh giới thủ hộ, mắt thấy Tiểu Mập Mạp bốn phía bắn chim chóc, cảm giác không ổn, rồi lại không tiện tiến lên ngăn cản, chỉ có thể giả trang không thấy được. Đánh không trúng cây, Tiểu Mập Mạp liền hướng chim trong lồng của người ta ra tay. 10 bước đánh không đến liền 7 bước, 7 bước đánh không đến liền 5 bước. Chú chim nhỏ hoảng sợ, vừa nhảy trong lồng vừa loạn kêu. Cuối cùng Trường Sinh nhìn không được, liền chạy đi gọi cái tên tăng nhân cảnh giới, hô hộ pháp thượng sư đến đây. Thượng sư chạy đến, tịch thu Tiểu Mập Mạp cái ná cao su, kéo lấy hắn đi vào trong viện tụng kinh chuộc tội. Tiểu Mập Mạp vừa đi, Trường Sinh rút cuộc thành tịnh, liền nằm ở trên giường, đem trước đó đã ghi nhớ 5 bộ bí kíp từ trong đầu học lại. Hắn tuy có được khả năng đã gặp là không quên, lại cũng không dám lười biếng chủ quan. Trong đầu của hắn nhớ quá nhiều đồ vật, trừ những cái bí kíp còn có Thiên Kim Dực Phương. Mà Thiên Kim Dực Phương cũng không chỉ là biện chứng khai phương, mà còn bao quát bó xương xoa bóp ở bên trong rất nhiều hạng mục phụ, cùng với dược thảo hình dạng, với dược tính. Hắn ít có động thủ kinh nghiệm, toàn bộ là nhờ học bằng cách nhớ. Thật vất vả thanh tịnh nửa ngày, ngày kế tiếp sáng sớm Tiểu Mập Mạp lại tới nữa. Ná cao su bị hộ pháp thượng sư lấy đi, chim chóc là đánh không được, vì vậy hắn liền bắt đầu chơi trò khác. Du Châu Thứ Sử Lưu Hữu Thành chính là Phật môn cư sĩ, tại bản thân hậu viện cảnh sơn phía dưới có đào một cái phóng sinh ao, bên trong có cá. Tiểu Mập Mạp phát hiện Trường Sinh tùy thân có mang theo lưỡi câu, vì vậy liền năn nỉ Trường Sinh cho hắn làm cái cần câu để đi câu cá. Tiểu Mập Mạp chẳng qua mới 11-12 tuổi, lại là nhà giàu đệ tử, làm sao mà biết câu cá. Mà Trường Sinh cũng không hy vọng hắn câu lấy, vì vậy liền để cho Tiểu Mập Mạp dùng thịt dê ở trong cháo làm mồi. Cá không thích ăn thịt dê, tự nhiên sẽ không ăn mồi. Nhưng không ngờ phóng sinh trong ao còn có rùa, Tiểu Mập Mạp vậy mà câu được một con rùa đi lên. Rùa nổi trên mặt nước loạn bò, Tiểu Mập Mạp đã hưng phấn lại sợ hãi, lo lắng bị cắn, lại không muốn ném đi cần câu, vì vậy liền hô hoán Trường Sinh tới hỗ trợ móc ra cần câu. Rùa cấp bách là sẽ cắn người, Trường Sinh nào dám động thủ. Tiểu Mập Mạp bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo rùa chạy đi trong viện thỉnh tăng nhân hỗ trợ. Chuyến đi này cũng liền không trở lại. Chẳng qua, ngày kế tiếp Tiểu Mập Mạp lại tới nữa. Hắn là Pháp Vương chuyển thế, những tên hộ pháp thượng sư tự nhiên sẽ không đánh chửi hắn, nhưng cấm túc thuyết giáo là tránh không khỏi. Tiểu Mập Mạp bị sợ, liền không dám trắng trợn giày vò. Nhưng hắn hài đồng tâm tính, ngồi không yên, từ hậu viện trêu hoa ghẹo nguyệt. Tiểu Mập Mạp vô cùng buồn chán, bốn phía lắc lư. Rất nhanh lại có phát hiện, thần thần bí bí lôi kéo Trường Sinh đi tới hậu viện góc đông bắc. Chỗ đó có Phật đường, là Lưu gia nữ quyến tụng kinh địa phương. Tại Phật đường, phía dưới mái hiên có một tổ ong vò vẽ. Tổ ong vò vẽ này không lớn, ước chừng lớn nhỏ bằng nắm tay. Tiểu Mập Mạp lôi Trường Sinh đến,
Tự nhiên là xúi giục hắn chọc tổ ong. Nhưng Trường Sinh so với hắn còn lớn hơn, làm sao lại nghe lời hắn? Chỉ nói ong vò vẽ thích chích người, không thể làm càn. Thấy Trường Sinh không động thủ, Tiểu Mập Mạp liền dùng phép khích tướng, chỉ nói Trường Sinh là một người nhát gan, liền tổ ong cũng không dám chọc. Trường Sinh một câu, ta không dám chọc, ngươi dám chọc sao? Trực tiếp khiến cho Tiểu Mập Mạp cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể kiên trì nói ra, ta đương nhiên dám. Ta từ trong phòng che giấu, dùng côn xuyên phá cửa sổ giấy, như vậy ong vò vẽ liền sẽ không chích đến ta. Được rồi, đừng có hồ nháo nữa. Bị ong vò vẽ đốt cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Trường Sinh cũng không muốn Tiểu Mập Mạp bị chích, liền lôi kéo hắn trở về chỗ ở. Trường Sinh trong đầu nhớ quá nhiều đồ vật, ưa thích ở một chỗ ngồi được, nhưng Tiểu Mập Mạp thì không thể. Ăn qua cơm trưa liền chạy rời đi. Trước khi đi vẫn không quên nói với Trường Sinh, đợi tí nữa nghe được tiếng kêu của hắn liền không muốn đi ra ngoài. Trường Sinh chính đang là nhớ Thiên Kim Dực Phương, liền thuận miệng qua loa một câu, cũng không để vào trong lòng. Cũng không lâu lắm, Phật đường liền truyền đến tiếng kêu của Tiểu Mập Mạp. Bởi vì Tiểu Mập Mạp sớm trước đó đã bắt chuyện qua với hắn, hắn liền nghe ra Tiểu Mập Mạp là cố ý lớn tiếng kêu la, mà cũng không phải là gặp nguy hiểm gì. Hắn biết rõ hậu viện phụ trách bảo hộ Tiểu Mập Mạp, những tên tăng nhân kia cũng không biết. Nghe xong Tiểu Mập Mạp tiếng kêu, vội vàng từ bốn phía chạy vào Phật đường. Cũng không lâu lắm, Tiểu Mập Mạp trở lại, cười đến mức tiền phủ hậu ngưỡng. Trường Sinh không rõ ràng cho lắm, truy vấn nguyên do. Tiểu Mập Mạp nhịn không được cười, một mực không thể mở miệng ra trả lời. Không bao lâu sau, mấy cái phụ trách bảo hộ hắn tăng nhân tới thỉnh Tiểu Mập Mạp đi vào trong viện. Gặp hắn từng đá một đều mặt mũi bầm dập, trên đầu mọc lên mấy cái bao. Trường Sinh thấy mới biết Tiểu Mập Mạp đã làm cái gì. Đúng như dự liệu, đến buổi chiều Tiểu Mập Mạp lại không trở về. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Mập Mạp lại lần nữa có được tự do. Nhưng hắn cũng không thừa nhận ngày hôm qua bản thân là dở trò đùa quái đản. Chỉ nói đang thử dò xét mấy cái tăng nhân công phu, còn cười nhạo người ta công phu không được, liền ong vò vẽ đều chạy không được. Bọn họ là phải đi cứu ngươi, ai mà nghĩ được ngươi vậy mà sẽ hại người nhà. Trường Sinh lắc đầu nói ra. Ai da, nếu không phải ta trước đó nói với ngươi, ngươi cũng không tránh khỏi bị trích thụ đau nhức. Tiểu Mập Mạp vẻ mặt khinh thường. Ta như vậy nghĩa khí, ngươi vậy mà không lĩnh tình. Ta không lĩnh tình, nhưng bọn họ đều là thuộc hạ của ngươi, ngươi cần phải thiện đãi bọn họ. Trường Sinh nói ra. Bọn họ không nghe ta, nếu để cho ta ra ngoài chơi, ta liền sẽ không tính toán bọn họ. Tiểu Mập Mạp xem thường. Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Mập Mạp thân phận tôn quý, trước mắt lại không có chút nào linh khí tu vi, vì bảo chứng an toàn của hắn, ai dám thả hắn đi trên đường phố. Tiểu Mập Mạp từ trong phòng lưu lại không được, nhất định muốn Trường Sinh bồi hắn đi trong viện đi dạo. Trường Sinh đáp ứng hộ pháp thượng sư ở tại chỗ này, mục đích đúng là để bồi Tiểu Mập Mạp, cũng không thể không thèm nhìn ra hỏa này. Bất đắc dĩ chỉ có thể cùng hắn đi ra ngoài cửa. Tiểu Mập Mạp bẻ căn nhánh cây cầm ở trong tay, dọc đường thấy hoa hũ bên trong có hoa, liền dùng nhánh cây đem hoa làm mất. Lo lắng hắn vô cớ sinh sự, lại chỉnh ra cái gì đấy thiêu thân, hộ pháp thượng sư chỉ có thể phái người trước đem cần câu tịch thu đưa trở về. Dặn đi dặn lại, chỉ nói câu cá thì có thể ngàn vạn, lại không muốn câu rùa. Tiểu Mập Mạp câu cá, Trường Sinh liền ở một bên phụng bồi. Câu cá đồng thời hai người tùy ý nói chuyện. Tiểu Mập Mạp mặc dù bất hảo, nhưng lại không có lòng dạ gì, cái gì cũng đều cùng Trường Sinh nói, bao quát hắn như thế nào. Cha hắn là một cái người làm ăn, gia sản tương đối khá, nhưng vẫn không có hài tử. Mới đầu hắn còn tưởng rằng mẹ hắn không thể sinh dưỡng, vì vậy cha hắn lại cưới mấy phòng tiểu thiếp, nhưng tiểu thiếp cũng không sinh ra hài tử. Về sau Thanh huyện xảy ra nạn hạn hán, cha hắn lấy ra hơn phân nửa gia sản mở phố bán cháo, cứu tế nạn dân, cứu được thật nhiều người. Năm sau đó mẹ hắn liền có bầu, vì vậy liền có hắn. Tiểu Mập Mạp không chỉ là bản thân nói, cũng phải hỏi Trường Sinh tình huống. Trường Sinh cũng không giấu giếm gì hắn, từng ngộ đến Lâm đạo trưởng trước đó một ít chuyện, cũng giản lược cáo chi. Biết được Trường Sinh là cô nhi, Tiểu Mập Mạp đối với hắn cực kỳ đồng tình, khiến Trường Sinh cứ việc yên tâm, hắn nhất định sẽ để cho mấy vị hộ pháp thượng sư trị lành chân của hắn. Không nhiều không ít, vừa vặn 7 ngày, Tiểu Mập Mạp cha mẹ được tiếp tới. Nhìn thấy Tiểu Mập Mạp cha mẹ,
Trường sinh rút cuộc minh bạch Tiệp Mạp Mạp vì cái gì lại điêu ngoa tùy hứng. Cái này đôi lão phụ phụ đã hơn 50-60, lúc tuổi già có được nhi tử tự nhiên là cưng chiều. Đến giữa trưa, nghi trượng đội ngũ do Cách Lỗ tự phái tới cũng đã đến. Tiểu Mập Mạp muốn khởi hành lên đường. Trước khi đi, liền cùng bốn vị hộ pháp thượng sư đi đến gặp Trường Sinh cáo biệt. Trường Sinh tùy tính thân hòa, Tiểu Mập Mạp rất là ưa thích hắn, không bỏ được cùng hắn tách ra, liền năn nỉ bốn vị hộ pháp thượng sư đem Trường Sinh cũng mang về Cách Lỗ tự. Trường Sinh có trách nhiệm trong người, tự nhiên không thể cùng Tiểu Mập Mạp trở về Cách Lỗ tự. Không chờ bốn vị thượng sư tỏ thái độ, hắn liền uyển ngôn khước từ, chỉ nói nếu có cơ hội sẽ đi Cách Lỗ tự nhìn hắn. Tiểu Mập Mạp dưới sự dẫn dắt của cha mẹ lau đi nước mắt rời khỏi. Bốn vị hộ pháp thượng sư lưu tại ở trong Trường Sinh gian phòng. Trường Sinh biết rõ bọn họ sở dĩ lưu lại là muốn thực hiện lời hứa hẹn. Hắn cả nhắc đã nhiều năm, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày có thể bình thường hành tẩu. Hơn nữa, hắn cẩn thận nghiên cứu thêm kinh dập phương. Giống như hắn loại tình huống này, căn bản là không có khả năng phục hồi như cũ. Trường Sinh chương 53, kết xuống thiện duyên. Là một cuốn kỳ hoàng y thư, Thiên Kim Dược Phương có thể nói là bao hàm toàn diện, linh dị huyền bí. Nhưng chân trái của hắn là lúc nhỏ bị bẻ gãy, đã cách đây nhiều năm, chỗ sừng gãy sớm đã vững chắc. Thiên Kim Dược Phương tuy có đánh gãy nối lại chi pháp, mà giống như hắn tình huống này, dù có đánh gãy nối lại cũng không cách nào phục hồi lại như cũ. Tiểu Mập Mạp sau khi rời khỏi, đứng đầu hộ pháp thượng sư mệnh cho tăng nhân đi theo đóng cửa phòng, từ ngoài phòng chờ đợi hộ pháp. Sau đó mệnh cho Trường Sinh đứng thẳng chỗ giữa, bốn vị hộ pháp thượng sư ở riêng đông tây nam bắc đôi bàn mà ngồi. Thấy Trường Sinh thấp thỏm khẩn trương, đứng đầu hộ pháp thượng sư mở miệng nói ra: "Tiểu thí chủ, sau đây chúng ta bốn người sẽ thi chuyển bí pháp thần thông, vì ngươi sửa chữa trị chân trái cố tật vết thương cũ. Ngươi không cần phải khẩn trương, chúng ta sẽ không đụng ngươi, ngươi cũng sẽ không cảm giác được thống khổ." Mặc dù hộ pháp thượng sư mặt mỉm cười, ngôn ngữ hòa ái, Trường Sinh vẫn rất khẩn trương. "Xin hỏi đại sư, cần phải bao lâu?" "Nửa nén hương là đủ," đứng đầu hộ pháp thượng sư đáp. "Làm phiền các vị đại sư." Trường Sinh gật đầu nói lời cảm tạ. Trần Lận Thu bọn họ khi đi đường trước đó đã từng cùng hắn nói qua, giáo phái một ít quy củ, bao quát xưng hô. Phật môn xưng là đại sư, đạo môn xưng là pháp sư. Về phần thượng sư, đó chính là Phật môn tín đồ đối với cao tăng đặc thù xưng hô. Mấy vị hộ pháp thượng sư gật đầu sau đó bắt đầu nhíu mày nhắm mắt sướng tụng kinh văn. Bọn họ sướng tụng là Phạn ngữ kinh văn. Trường Sinh mặc dù nghe không hiểu, lại có thể cảm nhận được tiếng tụng kinh trong đó có ẩn chứa trang nghiêm cùng từ bi. Bốn vị hộ pháp thượng sư mặc dù khoanh chân đả tọa, tay chân không động, Trường Sinh lại biết rõ bọn họ đã bắt đầu phát công. Không đau đớn, không biểu thị là không có cảm giác. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kèm theo lời tụng kinh của bốn vị hộ pháp thượng sư, phía chân phải xuất hiện cảm giác khác thường. Loại cảm giác này rất khó để mà dùng lời diễn tả. Tựa như một cái tay không nhìn thấy được bắt vào chân phải của mình, từ trên xuống dưới, một phần một tấc, vừa ấn vừa niết. Trường Sinh cả nhắc chính là chân trái, nhưng có cảm giác khác thường lại là chân phải. Hắn cũng không biết bốn vị hộ pháp thượng sư vì cái gì lại hướng chân phải ra tay. Lại biết rõ bốn người tuyệt sẽ không lầm. Cảm giác khác thường đến mắt cá chân theo sau liền biến mất. Sau đó chân trái bắt đầu xuất hiện cảm giác khác thường, cũng là từ trên xuống dưới, vừa ấn vừa niết. Đến được lúc này, Trường Sinh rốt cuộc biết bốn người vì cái gì từ chân phải ra tay. Bọn họ muốn xác định chân phải cốt cách chiều dài, dùng chân phải làm tham chiếu để chữa trị chân trái. Phía dưới đầu gối, chân trái cảm giác giống như chân phải, cực giống ấn niết. Nhưng chạm đến vết thương xương gãy, lúc chân trái liền bắt đầu xuất hiện mãnh liệt nhức mỏi. Cùng thông thường nhức mỏi có bất đồng. Thông thường nhức mỏi chủ yếu đến từ kinh mạch, mà lúc này nhức mỏi lại tập trung ở vết thương xương gãy. Theo nhức mỏi cảm giác chậm chạp rời xuống, mấy vị hộ pháp thượng sư tụng kinh thanh âm cũng càng lúc càng nhanh.
Bốn người này đều là hạ mi nhắm mắt, nhưng Trường Sinh là mở to mắt. Hắn mặc dù không biết bốn vị hộ pháp thượng sư như thế nào phát công, lại biết rõ bốn người lúc này cũng không trong trạng thái tốt nhất. Mỗi người cái trán đều có mồ hôi chảy ra, đỉnh đầu ẩn hiện mờ mịt bạch khí. Chốc lát sau, nhức mỏi biến mất, bốn người đồng thời đưa tay hồi hoàn, liễm khí thu công. Đứng đầu hộ pháp thượng sư trước tiên mở mắt, chậm rãi thổ khí, sau đó mỉm cười đưa tay. Đại công cáo thành, thí chủ có thể thử nghiệm đi lại. Trường Sinh trong lòng đầy khẩn trương, quay đầu nhìn về phía đứng đầu hộ pháp thượng sư. Người sau lại lần nữa đưa tay khích lệ. Trường Sinh lúc này mới thử đi một bước. Cả nhắc, hắn đi vẫn là cả nhắc đấy. Trong lòng nghi hoặc, lại thử bước đi vài bước, vẫn như trước tập tễnh. Chẳng qua, cùng lúc trước tập tễnh có chút bất đồng. Lúc này tập tễnh là hoàn toàn bất đồng một loại cảm giác, bất đồng với sự khẩn trương của Trường Sinh. Đứng đầu hộ pháp thượng sư tính trước kỹ càng. Tiểu thí chủ cố tật nhiều năm, đã thành thói quen tập tễnh hành tẩu. Cố tật mới khỏi, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thích ứng, từ từ chuyển động nhiều, đợi một thời gian liền thành thói quen. Hộ pháp thượng sư nói xong, Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, vốn định trịnh trọng nói tạ, nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn mặc dù không biết vì giúp hắn trị chân cách lỗ tự bốn vị hộ pháp thượng sư bỏ ra đại giới nào, lại biết rõ bốn người cử động này cũng không phải là tiện tay mà thôi, mà là sử dụng huyền bí thần bí, Phật pháp thần thông. Không như thế, đứng đầu hộ pháp thượng sư tuyệt sẽ không nói câu đại công cáo thành, bởi vì cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nếu như chỉ miệng nói lời cảm tạ, khó tránh khỏi quá xem nhẹ. Bốn vị hộ pháp thượng sư thẳng thân đứng dậy. Đứng đầu hộ pháp thượng sư hướng Trường Sinh chắp tay trước ngực cáo biệt. Nam mô A Di Đà Phật. Tiểu thí chủ, chúng ta muốn hộ tống pháp vương trở lại cách lỗ tự, liền như vậy từ biệt. Lão nạp đã thông báo nơi đây lưu cư sĩ, sau đó hắn sẽ phái ra xe ngựa đưa người rời khỏi. Hộ pháp thượng sư vừa nói xong, Trường Sinh không tiếp lời. Mặc dù Phật môn có câu từ bi vi hoài, nhưng mật tông bốn vị hộ pháp thượng sư liên thủ thi triển thần thông vì hắn trị chân, tuyệt sẽ không chỉ là tâm tồn từ bi, mà đối phương dù sau khi chuyện thành công cũng vẫn không từng nói rõ nguyên do. Điều này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi cáo biệt, bốn vị hộ pháp thượng sư xoay người xuất môn. Trường Sinh vội vàng đi theo ra ngoài. Ở trong nháy mắt bước ra khỏi ngưỡng cửa, Trường Sinh đột nhiên linh quang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ. Trước chân tuyển chuyển thế linh đồng, hắn cùng tiểu mập mạp đụng vào Phật cốt Xá Lợi. Xá Lợi đều đại phóng hào quang, mà tiểu mập mạp đã từng nghe lén qua mấy người nói chuyện, nói hắn là cái nhân vật lợi hại. Chỉ là cùng tiểu mập mạp không cùng một đường. Lúc này trung thổ hai đại giáo phái, trừ Phật môn chính là đạo gia. Mấy vị hộ pháp thượng sư ý ở ngoài lời chính là hắn cùng đạo gia rất có nguồn gốc, thiên phú dị bẩm mà lại tạo hóa cực cao. Đến đây hắn giúp cuộc minh bạch vì cái gì vương gia thôn cư trú lúc trước biết người sẽ xuất hiện thiên lôi. Những cái thiên lôi kia cũng không phải là bình thường vũ lôi, mà là độ kiếp thiên lôi, là dị loại độ kiếp. Lúc đó đã mượn hắn khí số bảo hộ để trốn tránh thiên kiếp. Ngày đó bái sư, sư phụ sở dĩ chịu hắn hai bái liền ngăn cản hắn tiếp tục quỳ bái, rất có thể là phát giác ra được hắn thiên sinh tạo hóa, đảm đương không nổi hắn ba bái đại lễ. Nghĩ tới những thứ này, cũng hiểu mấy vị hộ pháp thượng sư vì sao lại phải lưu hắn cùng với tiểu mập mạp ở chung 7 ngày, cùng hiểu rõ mấy vị thượng sư vì sao phải giúp hắn trị chân. Mấy vị thượng sư muốn cho hắn cùng tiểu mập mạp trở thành bằng hữu, mà lại trước khi hắn hiển lộ tranh vanh thời điểm liền xuất thủ tương trợ, kết cái thuyện duyên. Lúc này mấy vị thượng sư đã xuyên qua phòng giữa đi hướng nội viện. Trường Sinh một mực đi theo phía sau. Hắn mặc dù đã minh bạch hộ pháp thượng sư dụng ý, cũng không xem thường bọn họ. Nguyên nhân có hai: một là đạo Phật từ trước không hợp, lẫn nhau tranh đấu gay gắt. 50 năm trước Vũ Đế diệt Phật chính là đạo nhân phía sau trợ giúp. Vũ Đế diệt Phật phá hủy tự viện 4.600 gian, cường lệnh hoàn tục tăng ni hơn 26 vạn người, có thể nói là Phật môn đại nạn. Dùng không hợp để hình dung hai phái quan hệ đã rất là uyển chuyển, nói thực ra là thủy hỏa bất dung. Mấy vị hộ pháp thượng sư phát hiện hắn là người trong đạo môn mà lại thiên sinh tạo hóa. Lúc này hắn không chút nào có linh khí tu vi, nếu như mấy người lòng dạ nhỏ mọn có thể âm thầm ra hại,
Người nào cũng không biết được, nhưng bọn hắn cũng không làm như vậy, mà là lựa chọn thả hổ về rừng. Thứ hai, mấy vị hộ pháp thượng sư tuy có kết duyên chi tâm nhưng lại không thi ân đồ báo đưa ra yêu cầu, chỉ là khiến hắn tuân theo bản tâm. Như thế lòng dạ, như thế cách cục, đáng giá khâm phục. Đi theo chúng nhân phía sau, hướng phủ thứ sử đại môn trong khoảng thời gian này, Trường Sinh một mực nghĩ xem nên cùng mọi người nói những cái gì. Lúc này, tiểu mập mạp đã bước lên, pháp vương kiệu liễn. Toàn bộ phủ thứ sử trước cửa rậm rạp chẳng chịt nghi trượng tăng nhân cùng tiễn đưa tín đồ cư sĩ. Người nhiều nhãn tạp, Trường Sinh liền không đi theo xuất môn, mà nửa đường dừng bước, chắp tay nói ra: Bốn vị đại sư lên đường bình an, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau cùng mật tông tương kiến, nhất định lưu lại ba phần tình cảm. Trường Sinh nói xong, bản thân trước đỏ mặt. Hắn lúc này hoàn toàn không có chỗ gì để nói ra được những lời như vậy, cảm giác có chút tự đại. Nhưng hắn cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn, bởi vì hắn không biết ngày sau sẽ cùng mật tông sinh ra loại nào giao tập. Mặc dù Trường Sinh trong lời nói có chỗ giữ lại, mấy vị hộ pháp thượng sư vẫn cứ mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời dừng lại xoay người hành lễ từ biệt. Nam mô A Di Đà Phật, tiểu thí chủ thật tốt trân trọng. Song phương hành lễ từ biệt, bốn vị hộ pháp thượng sư tâm tình vui vẻ, vui mừng xuất môn. Nếu như Trường Sinh thoại thuyết quá vẹn toàn, bọn họ ngược lại không dám tin hết. Cũng chính bởi vì Trường Sinh không đem mọi việc nói đầy đủ, mà lại chỉ rõ đối với mật tông có lưu tình cảm, ngược lại chứng minh tâm ý của hắn chân thành, nghiêm túc trịnh trọng. Bốn vị hộ pháp thượng sư xuất môn, mấy trăm người nghi trượng đội ngũ tại Phật âm cùng tiếng tụng kinh khởi hành hướng tây đi. Trường Sinh đứng ở tiền viện, đưa mắt nhìn tiểu mập mạp đám người rời khỏi. Hắn đồ vật vẫn đang lưu tại hậu viện, lo lắng mất đi liền không dám trì hoãn. Không chờ nghi trượng đội ngũ toàn bộ rời khỏi, liền trở lại hậu viện, bắt đầu thu thập đồ vật của mình. Kỳ thực hắn cũng không có bao nhiêu đồ vật, đơn giản chỉnh đốn sau đó liền bắt đầu từ trong phòng đi lại hành tẩu. Hộ pháp thượng sư nói đúng, hắn lúc này sở dĩ hành tẩu không tiện là vì cá nhắc nhiều năm như vậy đã thành thói quen cá nhắc để đi, đột nhiên khỏi hẳn, bình thường hành tẩu ngược lại là có chút không được tự nhiên. Muốn nói không cao hứng đó là gạt người, không có bất kỳ người nào hy vọng mình sẽ là người thọt. Cách lỗ tự cái này phần đại lễ thật sự là quá nặng, cũng không biết năm nào tháng nào mới có cơ hội báo đáp. Đợi đã lâu nhưng không thấy có người đến đây, Trường Sinh cũng không vội. Tại Phật gia tín đồ trong mắt, pháp vương chính là thần linh tồn tại. Thứ sử Lưu đại nhân không tự thân đem nghi trượng đội ngũ đưa ra khỏi thành là sẽ không có trở về. Gần sát giữa trưa, Lưu đại nhân liền trở lại. Trước đây đứng đầu hộ pháp thượng sư từng cùng hắn có bàn giao. Sau khi đưa đi pháp vương, Lưu đại nhân liền tự mình tới gặp hắn, hỏi thăm nơi đi, an bài xe ngựa lương khô lộ phí cùng tắm rửa quần áo, tất cả đều cho hắn chuẩn bị. Nơi này đi các tạo sơn chỉ có thể đi đường thủy, đi đường bộ quá mức xa xôi. Trường Sinh không nói với Lưu đại nhân bản thân muốn đi các tạo sơn, chỉ nói mình muốn hướng Tương Châu đi. Lưu đại nhân liền sai người đưa hắn đi bến tàu, ngồi quan thuyền xuôi dòng hạ xuống. Từ biệt Lưu đại nhân, Trường Sinh ngồi xe ngựa đi hướng bến tàu. Trên đường hắn hô ngừng xe ngựa, xuống xe mua thanh dao găm. Hắn mua dao găm không phải vì phòng thân, mà là vì bóc lột vỏ ngoài của cây ngô đồng. Đoạn cây ngô đồng này bị ăn mày cầm ở trong tay rất là hợp thời thích hợp. Nhưng hắn lúc này quần áo sạch sẽ gọn gàng, cầm đoạn nhánh cây trong tay rất là đột ngột. Trường Sinh biết rõ trung thổ có một cái đại giang, tức là sông Trường Giang, cùng một cái đại hà, tức là sông Hoàng Hà. Nhưng hắn vẫn chưa bao giờ thấy tận mắt qua, mới gặp gỡ đại giang. Trong lòng có nhiều sợ hãi thán phục. Lúc này chính đang mùa mưa, nước sông tăng vọt, nước chảy rất xiết, ào ào chảy về hướng đông. Kỳ thực mục đích của hắn cũng không phải là Tương Châu, mà là hạ du Cán Châu. Nhắc tới cũng khéo léo, trên bến tàu vừa đúng có một chiếc khoan thuyền đi tới Cán Châu. Quan phủ nha dịch đem hắn đưa lên thuyền, tìm được áp vận lương thảo quan viên. Chính nói hắn là thứ sử Lưu đại nhân thân thích, muốn hướng Tương Châu đi. Áp vận lương thảo quan viên mới hơn 30 tuổi, tên là Bà Tổ Văn. Biết được Trường Sinh là thân thích của Lưu đại nhân, liền nhiệt tình đem hắn thỉnh lên thuyền, cũng vì hắn an bài chỗ ở. Chiếc này quan thuyền rất là lớn, trên dưới 3 tầng.
Chỉ riêng một tầng đã có thể vận lương hơn 1.000 gánh. Trường Sinh lên thuyền là vào buổi chiều giờ mùi. Hắn cũng không phải là một người duy nhất lên thuyền. Trừ hắn ra, còn có gần 100 người khác lên thuyền. Đa số là quan viên gia quyến. Cũng có số không nhiều là thương nhân. Thời điểm nhập canh, khoang thuyền tràn đầy. Chủ thuyền vang lên 3 tiếng. Thuyền lớn liền nhổ neo xuất phát. Trường Sinh, chương 54. Dọc theo dòng sông. Trường Sinh bình sinh lần đầu đi thuyền, cực kỳ mới lạ. Xuất phát sau đó, hắn từ trên boong thuyền đi đi lại lại, nhìn lên nhìn xuống, nhìn xung quanh. Chiếc quan thuyền này tổng cộng có 3 tầng. Phía dưới 2 tầng là chuyên chở hàng hóa cùng chèo thuyền mái chèo địa phương. Phía trên cùng là nơi người ở, có tất cả lớn nhỏ, hơn 10 gian phòng. Chẳng qua khoang thuyền gian phòng đều rất nhỏ, hơi có vẻ hẹp co quắp. Vì vậy lên thuyền tất cả mọi người đều đứng ở trên boong thuyền. Thừa dịp trời còn chưa tối, liền nhìn về phía Trường Giang hai bên bờ sông cảnh sắc. Lên thuyền những người này đa số là quan viên gia quyến. Xuất phát sau đó có chút ít nữ quyến top 5 top 3 đứng ở boong tàu các nơi. Dù lớn như vậy, Trường Sinh chưa bao giờ thấy qua nhiều nữ nhân như vậy. Muốn nói ý xấu suy nghĩ vậy mà không có, nhưng trong lòng hiếu kỳ thì không tránh khỏi liếc trộm vài lần. Quan viên trong nhà đều có nha hoàn, thông qua quần áo có thể đoán được ai là tiểu thư, ai là nha hoàn. Chẳng qua mặc dù là nha hoàn, cũng so với trong thôn nông phụ đẹp mắt hơn rất nhiều. Có nữ nhân địa phương, Trường Sinh không muốn đi cũng không dám đi, chỉ có thể đi đến không ai ở cuối đuôi thuyền, tìm kiếm cái nơi hẻo lánh ngồi xuống, lấy ra dao găm chém gọt cái cây ngô đồng. Cây ngô đồng là tương đối mềm, Trường Sinh chém gọt phi thường cẩn thận, cố gắng đạt tới chém gọt mượt mà đẹp mắt. Không như thế cầm ở trong tay đột ngột chói mắt, rất dễ dàng bị người đoán ra bên trong có ẩn giấu đồ vật. Sau khi gọt qua một hồi, trời liền tối đen, hắn nhìn không thấy, chỉ có thể ngừng lại, đem cắt đứt xuống vỏ cây thu thập ném vào trong nước. Sau đó từ cuối đuôi thuyền đi lại dạo bước. Cả nhắc nhiều năm như vậy, đột nhiên phục hồi lại như cũ, kích động trong lòng là bất luận ngôn ngữ gì cũng không thể miêu tả được. Hắn lúc đầu nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị, làm cả đời người thọt, không ai nghĩ vậy mà gặp được mấy cái mật tông tăng nhân. Nhận người ân huệ là có áp lực, cần thời khắc ghi nhớ trong lòng, tìm kiếm cơ hội báo đáp người ta. Nhưng người sống trên đời, ai có thể không tiếp thụ người khác mang trợ cùng ân huệ. Nhận người ân huệ cũng không bẽ mặt, chỉ cần có qua có lại mới toại lòng nhau, đừng làm cho người bang trợ thất vọng hàn tâm. Nghe cuồn cuộn tiếng nước, Trường Sinh lại nghĩ tới Vũ Điền Chân Cung đám người. Hy vọng bọn họ rơi xuống nước sau đó đều có thể bảo toàn tính mạng. Ngày khác sư huynh đệ mấy người còn có thể gặp lại tụ họp. Ngay tại lúc Trường Sinh mở mịt xuất thần, phía bên phải mạn thuyền truyền đến tiếng nói của nữ nhân. Người nói chuyện cũng không biết hắn tại đuôi thuyền. Nếu hắn tiếp tục lưu lại nơi đây, liền sẽ có hiểm nghi nghe lén. Nhưng ngay tại lúc Trường Sinh chuẩn bị đi ra, trong đó một cái nữ tử, một câu đột nhiên làm cho trong lòng hắn rùng mình. Đối phương nói rằng, theo gia mẫu thăm viếng đã có hơn tháng, cũng không biết Lập Thu có từng viết qua thư tín cho ta hay không. Nữ tử trong miệng Lập Thu nháy mắt làm cho Trường Sinh nghĩ tới tam sư huynh Trần Lập Thu. Trần Lập Thu có không chỉ là một vị hồng nhan tri kỷ, trong đó không thiếu quan lại, tiểu thư khuê các. Nhưng Lập Thu cùng Trường Sinh đồng dạ, vào lúc này đều là tương đối thông thường danh tự. Hắn không xác định nàng kia trong miệng Lập Thu chính là Trần Lập Thu, trong lòng nghi hoặc lại không vội vã rời khỏi. Người nói chuyện trước đó hẳn là tiểu thư, mà tiếp lời hẳn là nha hoàn. Đại tiểu thư, Trần công tử dấn thân quân ngũ sẽ không giống như trước đây hành tẩu giang hồ tùy ý, chính là không có thư tín gửi đến, ngài cũng không muốn lo lắng nhớ nhung. Trước đó nghe được lời của tiểu thư kia, Trường Sinh chỉ là để tâm,
Lần này nghe được lời của nha hoàn, kích động trong nháy mắt thượng đầu. Trần Lập Thu là tam sư huynh không thể nghi ngờ. Nghe nha hoàn nói, Trần Lập Thu trước mắt giống như đã đi tòng quân. Trần Lập Thu tính cách tiêu sái, không thích câu thúc, theo lý thuyết không nên tòng quân. Nhưng người trong giang hồ chính đang khắp nơi tìm kiếm bọn hắn, trốn vào trong quân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đè xuống trong lòng kích động, tiếp tục nghe lén. Đại tiểu thư bên kia lo lắng cho Trần Lập Thu, chỉ nói tòng quân chinh chiến có nhiều nguy hiểm, mà nha hoàn kia thì không ngừng an ủi nàng, chỉ nói Trần công tử người mang tuyệt kỹ, lâm trận đối địch cũng có thể toàn thân tự bảo. Nha hoàn một câu này, người mang tuyệt kỹ, lại lần nữa xác thực hai người nói chính là Trần Lật Thu. Trường sinh nguyên bản muốn tiếp tục nghe lén, dùng cái này để xác định Trần Lật Thu tìm đến người nào dưới trướng, nhưng hai người cũng không đề cập. Không nói vài lời thì có người hầu đến đây triệu hoán, chính là nói ban đêm gió lớn, phu nhân hô các nàng trở về. Sau khi hai người lên tiếng rời khỏi, Trường sinh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hắn không nhìn thấy bộ dáng của hai người, chỉ là mượn mạn thuyền ánh đuốc hơi yếu ánh lửa, đại khái thấy rõ hai người thân hình quần áo kia. Tên đại tiểu thư hẳn là gầy cao, mà nha hoàn thì muốn thấp hơn không ít. Giờ khắc này Trường sinh tâm tình tốt tới cực điểm, bản thân chẳng nhĩ trị chân, thuận lợi bước lên quan thuyền đi đến Cán Châu, còn ngoài muốn biết được tam sư huynh Trần Lập Thu tin tức. Trần Lập Thu trước là theo Lý Trung Dung cùng một chỗ ngăn địch, Trần Lập Thu bình yên vô sự, Lý Trung Dung hẳn là cũng có thể toàn thân trở ra. Như thế suy luận, sớm tại hai người rơi xuống nước Vũ Điền Chân Cung hẳn cũng không có sự tình gì. Lúc này màn đêm đã triệt để hàng lâm, trên boong thuyền người phần lớn đã đi trở về. Người gặp việc vui, tinh thần thoải mái, Trường sinh tâm tình vui vẻ, liền không vội trở lại khoang thuyền, từ trên boong thuyền chậm rãi hành tẩu, một lần lại một lần đi thành vòng tròn. Trừ một chút áp vận lương thảo quan binh, những cái kia quan viên gia quyến cũng phần lớn mang theo hộ viện võ sư. Nếu là người khác từ trên boong thuyền đi lại dạo bước, tất nhiên sẽ dẫn tới bọn họ ngờ vực. Nhưng Trường sinh là một cái đầu trọc, chúng nhân cho rằng hắn là tên hòa thượng, mà hòa thượng vòng quanh niệm kinh là chuyện rất bình thường. Thẳng đến canh hai thời điểm, Trường sinh mới trở lại chỗ ở. Trên mặt bàn trừ một ngọn đèn nhỏ bằng chung rượu, còn có một cái chén cơm, phía dưới là cơm, phía trên đắp lấy dao bạch cùng rau diếp. Đồ ăn khả năng sớm đã đưa tới, lúc này cũng đã hơi nguội, nhưng Trường sinh ăn hạt gạo lại không dư thừa. Loại này cơm canh đối với hắn mà tính là vô cùng tinh tế. Mặc dù dọc theo con đường này có nhiều kiếp nạn, nhưng rốt cuộc hữu kinh vô hiểm ngồi đi hướng Cán Châu quan thuyền. Dựa theo Lý Trung Dung đám người suy tính, nửa tháng sau liền có thể đi đến Cán Châu. Có thể là lo lắng trên thuyền người không cẩn thận đánh đổ ngọn đèn dẫn tới hỏa hoạn. Trong phòng ngọn đèn đều rất nhỏ, vừa mới ăn cơm, dầu thắp trong ngọn đèn liền cháy hết. Hỏa đăng dập tắt, Trường sinh nằm tại giường đệm, toàn thân thoải mái. Kế tiếp hắn cần phải làm chính là chờ đợi. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, nửa tháng sau liền có thể đi đến Cán Châu. Mặc dù trước mắt đang là lúc phong nước kỳ, nước sông cuồn cuộn, gợn sóng ào ào, nhưng Trường sinh ngồi chiếc quan thuyền này chắc chắn khổng lồ, lại chuyên chở đại lượng quân lương, vùng ven sông hạ xuống rất là bình ổn. Một đêm này Trường sinh ngủ vô cùng yên ổn. Sáng sớm hôm sau, Trường sinh lại bị người đánh thức. Đánh thức hắn hẳn là cái tên kia, bà Tổ Văn áp lưng thực quan. Hắn là khách nhân, được thứ sử đặc thù chiếu cố. Bà Tổ Văn đối với hắn rất là lễ ngộ, chỉ nói phía trước chính là hai bờ sông vượn kêu không thôi. Thuyền nhẹ đã qua Vạn Trọng Sơn Bạch Đế Thành. Trăm năm trước, thơ tiên Lý Bạch miêu tả chính là chỗ này. Đợi Trường sinh mặc quần áo tử tế đi tới boong tàu, trên boong thuyền đã đứng đầy người. Bạch Đế Thành ở vào bờ bắc của Trường Giang. Trường Giang hai bên đều là vách núi vách đá. Từ trên thuyền trong sông, xem chừng Bạch Đế Thành cần ngẩng mặt trông về phía xa. Bà Tổ Văn khả năng thường xuyên từ trên sông đi tới đi lui, biết rõ hai bờ sông truyền thuyết ít ai biết đến điển cố, liền hướng Trường sinh giảng thuyết Bạch Đế Thành lai lịch. Nhưng Trường sinh cũng không đưa mắt trông về phía xa, mà nhìn xung quanh,
từ trong đám người tìm kiếm đêm qua nói chuyện hai cái nữ tử. Trên thuyền đa số là quan viên gia quyến, trên người mặc đều là lăng la tơ lụa. Trường Sinh thật vất vả từ trong đám người tìm được hai nữ tử kia, cũng thấy rõ hai người tướng mạo. Trần Lập Thu anh tuấn tiêu sái, ánh mắt tự nhiên sẽ không kém. Đại tiểu thư kia lớn lên mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp. Trên thuyền cũng không thiếu mỹ mạo nữ tử, nhưng mà cùng nàng so sánh thì đều là ảm đạm thất sắc. Ngay tại lúc Trường Sinh chăm chú nhìn lấy nàng, tiểu nha hoàn bên cạnh cũng phát hiện Trường Sinh đang nhìn chăm chú lấy tiểu thư nhà mình, trách hắn vô lễ nhìn thẳng, liền trên mặt tỏ vẻ khó chịu xem thường. Trường Sinh thấy thế vội vàng rời đi tầm mắt, vừa đúng phát hiện có đồ vật gì đó từ chính giữa sông hiện lên. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là khối mảnh gỗ, nhưng theo vật kia thân hình càng lúc càng lớn, hắn mới phát hiện từ trong nước nổi lên dĩ nhiên là một con màu xanh nâu đại vương bát. Bình thường rùa chẳng qua lớn nhỏ bằng bát cơm, mà trong sông con rùa kia lớn bằng ba gian phòng ốc, trôi lơ lửng ở trên nước dường như là một hòn đảo nhỏ. Bả tướng quân, ngươi xem. Trường Sinh hưng phấn chỉ điểm. Trường Sinh một hô, không chỉ bả Tố Văn đem tầm mắt từ nơi xa thu hồi, xung quanh những người khác cũng đem tầm mắt hướng vào trong sông. Chứng kiến trong sông xuất hiện một con rùa lớn khiến cho người ta sợ hãi, chúng nhân ngạc nhiên khiếp sợ, kinh hô một mảnh. Trường Sinh vốn muốn hỏi bà Tổ Văn trước đây có từng gặp qua con rùa lớn như vậy, nhưng thấy hắn cũng giống như chúng nhân bình thường ngạc nhiên trố mắt, liền đem lời nói đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Con rùa lớn kia cũng không sợ người, mặc dù trên thuyền chúng nhân kinh hô kêu to, nó vẫn cứ nổi lên mặt nước. Bối giáp cực lớn cùng nhau lộ ra trên mặt nước, to như cái cối xay. Đầu rùa lành lạnh lại dữ tợn, cùng bình thường rùa mỏ nhọn bất đồng. Đầu của con rùa lớn này đã lớn lại rộng, có vài phần giống như đầu bò. Đầu rùa nổi trên mặt nước, quay nhìn về phía quan thuyền, lập tức chậm rãi đi hướng quan thuyền. Nơi này mặt sông Nam Bắc bề rộng chừng hơn 70 trượng. Rùa lớn từ cánh bắc nổi lên trên mặt nước, hướng về phía chiếc thuyền chẳng qua hai mươi mấy trượng. Bắt thấy rùa lớn như vậy hướng quan thuyền đi đến, trên thuyền chúng nhân sợ hãi kinh hoàng, nhao nhao kêu sợ chạy hướng phía nam mạn thuyền. Chủ thuyền quanh năm tại trên sông kiếm ăn, so với mấy cái người lên thuyền có kiến thức nhiều hơn, trước đây khả năng gặp qua tình huống tương tự, vội vàng hô lớn hạ lệnh, nhanh đi sau thuyền bắt gà trống mang lên, còn có giấy vàng hương nến, nhanh đi mang tới. Rùa lớn thân hình khổng lồ, mặc dù du động chậm chạp, một lát tầm đó đã đến gần quan thuyền, nhưng nó cũng không xông tới quan thuyền, mà là cùng quan thuyền bảo trì ba trượng trái phải cự ly, ngẩng đầu nổi trên mặt nước, theo quan thuyền hướng hạ du bơi đi. Lúc này, lưu lại quan thuyền mạn trái đã không đủ 30 người, đa số quan binh cùng hộ viện võ sư. Bọn họ không phải là không muốn chạy, mà là biết rõ chạy không thoát. Còn nữa, trước mặt bao người nếu là kinh hoàng né tránh, cũng sẽ mất đi nam nhân tôn nghiêm cùng thể diện. Ba trượng nhìn như không gần, kỳ thực cũng không xa. Đầu rùa lớn kia lúc này nâng cao nổi lên mặt nước, hai cái ánh mắt lớn bằng cái bình lộ ra vẻ hãi người hàn quang. Lưu lại mạn trái chúng nhân đều bị kinh hãi khiếp sợ, hai chân run lên. Cũng may không lâu lắm, rùa lớn liền chìm xuống, đợi mấy cái người chèo thuyền chụp tới gà trống, lấy ra hương nến giấy vàng, con rùa lớn kia sớm đã không thấy bóng dáng. Chúng nhân bị kinh hãi, nhao nhao hướng chủ thuyền hỏi thăm nguyên do. Nhưng chủ thuyền đi tới đi lui trên sông mấy chục năm, cá lớn giao mãng gặp qua không ít, rùa lớn cũng đã gặp một ít, nhưng chưa từng thấy qua rùa khổng lồ như thế. Về phần vật này xuất hiện là lành hay là hung, chủ thuyền cũng khó có thể suy luận. Tục ngữ nói, vật già thành tinh, lớn như vậy rùa, sợ là ít nhất cũng đã sống trăm ngàn năm. Đều đã có linh tính, theo lý thuyết, chúng nó sẽ không dễ dàng lộ diện. Lần này, tại Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới đột nhiên hiện thân, đúng là hiếm thấy. Rất nhiều người bị rùa lớn dọa cho bể mật, lại không dám từ boong tàu lưu lại, nhao nhao trốn vào khoang thuyền.
Chẳng qua mấy ngày kế tiếp thuận buồm xuôi gió, lại không có bất kỳ dị thường nào xảy ra. Trên boong thuyền ít người, tiện nghi cho Trường Sinh, hắn lấy băng ghế ngồi ở mũi thuyền, tận xem Trường Giang bao la hùng vĩ, tận duyệt hai bên bờ sông cảnh đẹp. Đến ngày thứ 9, Trường Sinh phát hiện bà Tổ Văn thần sắc khác thường, ưu tâm lo lắng. Mặc dù phần lớn thời gian đều lưu lại ở trong boong thuyền, nhưng lúc này lại cau mày, không nói một lời. Mới đầu Trường Sinh cũng không nghĩ nhiều chuyện hỏi thăm, về sau quá mức nghi hoặc, liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm nguyên do. Nghe được lời của bà Tổ Văn, Trường Sinh cũng tùy theo trong lòng tối sầm lại. Nguyên lai, vận chuyển quân lương quan thuyền tổng cộng có hai cái, một đi một về. Theo lý thuyết, ngày hôm qua bọn họ nên gặp được cái quan thuyền kia trở về, nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy được cái quan thuyền kia bóng dáng. Hai cái quan thuyền này là hai chiếc thuyền lớn nhất trên sông, trải qua được sóng gió to lớn, chìm mất có thể lật nghiêng tính không lớn. Mặt khác, một cái quan thuyền không thể đúng hạn trở lại chỉ có một khả năng, đó chính là bị người chặn lại.